Xin chào các bạn. Hôm nay thì tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một cái địa điểm ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt mà giờ gần đây có rất nhiều người quan tâm, đó là dinh Tỉnh Trưởng. Đây là một trong những mảng xanh còn sót lại của trung tâm thành phố Đà Lạt. Đây là nơi sinh sống và làm việc của thị trưởng thị xã Đà Lạt, và ông cũng kiêm luôn chức Tỉnh Trưởng của tỉnh Tuyên Đức. Trước đây, ngôi biệt thự này thì đã được xây dựng từ trước những năm 1910. Và bây giờ xin mời các bạn đi vòng quanh ngôi biệt thự này xem nó như thế nào nhé. Nơi có thể phóng tầm mắt nhìn được gần như bao quát khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt. Như các bạn cũng có thể thấy thì phía trước mặt các bạn đó là cái Đà Lạt Center, là cái khu chợ mới của Đà Lạt mình đó. Thì nó tương đương tới gần bằng cái tầng trên cùng của Đà Lạt Center rồi. Và xung quanh thì cỏ cây lâu năm và nó cũng đã mọc rất là nhiều và che khuất tầm nhìn. Vào tháng 3 đầu năm nay thì khi tỉnh Lâm Đồng công bố một cái quy hoạch cho cái khu vực này, thì muốn biến cái khu vực này thành khách sạn thì đã vấp phải rất là nhiều ý kiến trái chiều của người dân. Thì có nhiều chuyên gia nói rằng thì cái khu vực này là một trong những mảng xanh còn sót lại của trung tâm thành phố Đà Lạt, nó cũng tạo được điểm nhấn cho thành phố Đà Lạt. Và cũng có nhiều người nói công trình kiến trúc này thì nó cũng là một cái dấu vết vàng son của thành phố Đà Lạt. Nó đã đi cùng năm tháng và là cũng là một cái nơi gọi là mang đậm dấu ấn lịch sử của thành phố Đà Lạt. Nên di dời nó đi hoặc là đập nó đi thì nó cũng khá là tiếc. Căn biệt thự này nó càng ngày nó càng xuống cấp, và để không thì cũng rất là phí. Khai thác du lịch thì đã bao năm nay không có phát triển về du lịch ở khu vực này. Thì theo các bạn thì các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận nhé. Chúng ta hãy đưa ra những ý kiến góp ý cho tỉnh Lâm Đồng, và hy vọng là cái khu vực này sẽ trở thành một cái nơi hài hòa giữa giá trị lịch sử và cái sự phát triển của thành phố. Mình hy vọng là như vậy.